Đụng độ giữa quân đội Armenia và Azerbaijan xảy ra vào đêm 12 tháng 9, đánh dấu bước leo thang trong căng thẳng đã kéo dài hàng thập kỷ giữa hai bên liên quan đến khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh. Thỏa thuận ngừng bắn ngày 13 tháng 9 mất hiệu lực chỉ sau vài phút ngắn ngủi, khiến cho khu vực biên giới Armenia-Azerbaijan tiếp tục nóng thêm. Bộ Quốc phòng Azerbaijan ngày 13 tháng 9 thông báo 50 binh sĩ nước này thiệt mạng do hành động khiêu khích quy mô lớn của Armenia trong cuộc pháo kích biên giới cùng ngày. Và do đó, các lực lượng vũ trang của nước này đang có các biện pháp trả đũa tương xứng. Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn từ 6 giờ GMT ngày 13 tháng 9, Armenia vẫn vi phạm nghiêm trọng khi sử dụng pháo và các loại vũ khí hạng nặng khác tấn công dọc biên giới. Trong khi đó, Armenia cũng báo cáo ít nhất 49 binh sĩ thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Armenia cho hay tình hình ở biên giới Armenia-Azerbaijan trong đêm 13 tháng 9, rạng sáng 14 tháng 9 tiếp tục căng thẳng. Các lực lượng vũ trang Azerbaijan sáng 14 tháng 9 lại bắn pháo, súng cối và các loại vũ khí khác vào một số khu vực của Armenia. Armenia cũng cáo buộc Azerbaijan cố tình đổ lỗi cho nước này về xung đột. Azerbaijan đang cố gắng tuyên bố rằng họ hành động như vậy là để phản ứng lại sự khiêu khích của phía Armenia. Nhưng chúng tôi chắc chắn có thể khẳng định rằng thông tin này hoàn toàn sai sự thật. Những bước leo thang mới trong căng thẳng giữa Armenia và Azerbaijan đã khiến cộng đồng quốc tế quan ngại. Ngày 13 tháng 9, Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO đã nhất trí cử một phái đoàn tới Armenia nhằm đánh giá tình hình hiện tại. Nga và Mỹ đều cho biết đang liên hệ chặt chẽ với hai nước nhằm tìm cách hạ nhiệt căng thẳng. Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi các bên kiềm chế. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 9, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã khai mạc khóa họp lần thứ 77 dưới sự chủ trì của tân chủ tịch Saba Kurusi, người vừa nhậm chức một ngày trước đó. Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi các thành viên đoàn kết để vượt qua những thách thức chung. Những thách thức đã được nêu ra trong Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 đến nay vẫn còn đó, từ xung đột và biến đổi khí hậu cho đến hệ thống tài chính toàn cầu bị gián đoạn ảnh hưởng tới các nền kinh tế đang phát triển, từ đói nghèo bất bình đẳng đến sự chia rẽ và mất lòng tin lẫn nhau. Về phần mình, tân chủ tịch Đại hội đồng Kurusi khẳng định cách duy nhất để đạt được những thành tích tốt hơn là phải thay đổi thông qua các giải pháp đoàn kết, bền vững và khoa học. Ông Kurusi nhấn mạnh đó là phương châm hành động của ông xuyên suốt nhiệm kỳ một năm tới. Các nền tảng sẵn có gồm chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững, khuôn khổ Sendai về giảm thiểu rủi ro thiên tai, Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu vẫn là kim chỉ nam định hướng và việc còn lại là thế giới có thực hiện được những điều đó hay không. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc có trách nhiệm lớn trong việc tìm câu trả lời cho những vấn đề này. Tâm điểm của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 sẽ là tuần lễ cấp cao diễn ra từ ngày 20 đến 26 tháng 9 với sự tham dự của các nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ và các quan chức ngoại giao hàng đầu của các quốc gia. Mỹ đã cấp thị thực cho Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng một nửa phái đoàn mà Moscow đề nghị tới New York tham dự cuộc họp của Liên Hợp Quốc vào tuần tới. Theo lá thư đề ngày 2 tháng 9 của Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia gửi Tổng thư ký Antonio Guterres, Moscow đã đề nghị Mỹ cấp 56 thị thực. Đến ngày 13 tháng 9, Mỹ đã phê duyệt 24 thị thực. Trong thư, ông Nebenzia cũng nhấn mạnh rằng phi hành đoàn của máy bay chở Ngoại trưởng Lavrov vẫn chưa nhận được thị thực. Hiện chưa rõ Mỹ đã cấp thị thực cho phi hành đoàn của Nga hay chưa và liệu ông Lavrov có đến New York bằng máy bay thương mại hay không. Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa phản hồi đề nghị bình luận. Cuộc họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ bắt đầu vào ngày 20 tháng 9. Linh cữu nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị đã được đưa về điện Buckingham, nơi ở chính thức của Hoàng gia Anh ở thủ đô London. Tại đây, hàng chục nghìn người đứng chờ dưới mưa để tiễn biệt bà lần cuối. Bất chấp cơn mưa nặng hạt, hàng nghìn người dân Anh vẫn đổ dồn xuống đường để theo dõi đoàn xe chở linh cữu nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị tiến vào. Hàng nghìn người bên ngoài điện Buckingham hô to, Chúa phù hộ nữ hoàng. Con trai của bà, vua Sắc Đệ Tam và các thành viên khác của hoàng gia đã đợi sẵn bên trong. Thi hài của nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị sẽ được đặt tại phòng cánh cung trong cung điện. Đây là một đặc ân, tôi muốn bày tỏ sự tôn trọng của mình với nữ hoàng. Tôi đã đưa một trong những đứa con của mình đến đây để có thể nhìn thấy linh cữu của nữ hoàng. Đây là thời khắc lịch sử.
Chúng tôi mang ơn nữ hoàng. Thật vinh dự khi có cơ hội chứng kiến hành trình cuối cùng của nữ hoàng. Lễ đưa tang của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị tại London sẽ diễn ra từ hôm nay và kéo dài 4 ngày. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị qua đời hôm 8 tháng 9, hưởng thọ 96 tuổi, sau hơn 70 năm trị vì. Loạt sự kiện trong lễ quốc tang của nữ hoàng diễn ra trong 10 ngày sau khi bà qua đời, kết thúc bằng tang lễ tại tu viện Westminster ở London vào ngày 19 tháng 9. Bão Moifa, một trong những cơn bão mạnh nhất năm, chuẩn bị đổ bộ vào Thượng Hải, Trung Quốc. Từ tối nay ngày 14 tháng 9 đến sáng mai, kèm theo mưa to, gió mạnh và nước biển dâng. Dự báo bão Moifa sẽ đổ bộ vào đất liền với sức gió 128 km/h, kèm theo những trận mưa xối xả khi nó quét qua các khu vực ven biển phía đông và phía nam, bao gồm cả trung tâm thương mại của Thượng Hải. Dự kiến sẽ có những con sóng cao tới 5 mét gần Thượng Hải, cảng biển container nhộn nhịp nhất Trung Quốc. Khoảng 13.000 người từ các hòn đảo và địa điểm du lịch nằm trong đường đi của cơn bão đã được sơ tán. Gần 7.400 tàu thương mại đã tìm nơi trú ẩn tại các cảng, trong khi các tuyến tàu chở khách ở các khu vực bị ảnh hưởng đã bị đình chỉ. Các nhà chức trách ở các thành phố Ningba, Chusan và Taichung yêu cầu đóng cửa các trường học. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã nâng cảnh báo bão lên thành màu cam, mức cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp được mã hóa bằng màu sắc. Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân của Hàn Quốc hôm nay thông báo phạt tổng cộng là 100 tỷ won, tức là xấp xỉ 72 triệu đô la Mỹ đối với Google và Meta, do hai công ty này thu thập trái phép thông tin cá nhân của người dùng và sử dụng những dữ liệu này nhằm cá nhân hóa quảng cáo trực tuyến cũng như nhiều mục đích khác. Cụ thể, khoản tiền phạt lần lượt là 69,2 tỷ won, tức là khoảng 50 triệu đô la Mỹ đối với Google và 30,8 tỷ won vào 22 triệu đô la Mỹ đối với Meta. Đây là những mức phạt cao nhất từ trước đến nay mà Hàn Quốc từng áp dụng đối với hành vi vi phạm luật bảo vệ thông tin cá nhân. Theo Ủy ban Bảo vệ thông tin cá nhân Hàn Quốc, các công ty trên đã không thông báo rõ ràng về việc thu thập thông tin đối với người sử dụng dịch vụ. Dù chưa có sự đồng ý của người dùng, nhưng hai công ty đã phân tích các dữ liệu về thói quen sử dụng Internet để tìm hiểu sở thích của người dùng. Theo đó, nhắm mục tiêu cho các quảng cáo trực tuyến cá nhân hóa đối với từng cá nhân. Trên khắp châu Âu, nhiều quốc gia đang áp dụng đồng loạt các biện pháp nhằm tiết kiệm năng lượng và lấp đầy các kho dự trữ khí đốt để chuẩn bị cho khả năng Nga cắt giảm hoàn toàn nguồn cung khí đốt cho châu Âu. Pháp cũng không ngoại lệ. Ngày 13 tháng 9, thủ đô Paris của Pháp đã công bố một loạt các biện pháp tiết kiệm năng lượng để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới, trong đó có việc tắt đèn tháp Eiffel. Từ ngày 23 tháng 9, thành phố Paris sẽ tắt đèn tháp Eiffel sớm hơn 1 giờ so với bình thường, tắt đèn tại các tòa nhà công cộng vào lúc 22 giờ, hạ nhiệt độ nước trong các bể bơi thành phố xuống 25 độ C so với 26 độ C hiện nay, giảm hệ thống sưởi ấm trong các tòa nhà công cộng xuống còn 18 độ C. Hiện nay, tòa tháp biểu tượng của Paris được thắp sáng đến 1 giờ sáng. Kế hoạch tắt đèn tháp Eiffel từ 23 giờ 45 tương ứng với giờ kết thúc tham quan sẽ giúp giảm 4% lượng điện năng tiêu thụ. Việc điều chỉnh các hệ thống chiếu sáng và trang trí ở tòa thị chính, các tòa nhà công cộng khác cũng sẽ giúp chúng ta giảm đáng kể hóa đơn tiền điện. Các biện pháp trên nhằm đáp ứng mục tiêu mà Tổng thống Emmanuel Macron đề ra cho ngành công nghiệp, hộ gia đình và chính quyền các thành phố. Theo đó, nước này sẽ cắt giảm 10% mức tiêu thụ năng lượng để đối phó với việc Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt và giá năng lượng leo thang. Pháp không phụ thuộc nhiều vào nguồn cung khí đốt từ Nga như nhiều nước láng giềng. Tuy nhiên, Pháp buộc phải nhập khẩu điện do số lượng kỷ lục các lò phản ứng hạt nhân ngừng hoạt động ở nước này làm tăng áp lực lên ngành điện. Thông thường, Pháp là nước xuất khẩu điện ở châu Âu.